trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 6 tháng 8, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang chỉ đạo ra soát, xác minh thêm vụ việc nhà xe tố bị chèn ép, hành hung gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online, ông Trịnh Quang Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Quang Mười cho biết, đơn vị có xe khách chạy tuyến Quảng Ninh, Ninh Bình đã được cơ quan chức năng cấp phép nhưng cũng gặp phải tình trạng bị chèn ép, tài xế liên tục bị đe dọa và hành hung. Theo ông Mười, suốt thời gian dài vừa qua, bị một số nhà xe chèn ép bằng cách chặn đầu ép xe không cho vượt đi trước để đón trả khách. Đặc biệt, có nhóm người chặn đường xúc phạm và hành hung lái xe của công ty. Cụ thể, ngày 28 tháng 4, hai xe ô tô có dáng chữ nhà xe năm thu liên tục có hành vi chèn ép chặn đầu xe của công ty tại khu vực metro hạ long tỉnh quảng ninh có một nhóm người tiến tới dùng hung khí là gậy sắt tấn công hành hung tài xế hưng bị thương nặng phải nhập viện tài xế hưng và công ty sau đó có làm đơn trên báo sự việc gửi công an thành phố hạ long đề nghị điều tra vụ việc Trước đó, sau khi tuổi trẻ online phản ảnh về tình trạng nhà xe, công ty Thiên Hoàng Hải bị hành hung, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập 4 người gồm Trần Văn Khe, 51 tuổi, Đê, 16 tuổi, Đào Việt Long, 33 tuổi, cùng trú thành phố Cẩm Phả và Nguyễn Anh Ngọc, 24 tuổi, trú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, để làm rõ vụ việc.